Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa trao quyết định tuyển dụng đặc cách cho cô giáo Lê Thị Thắm, sinh năm 1998, hiện đang là giáo viên tự do, dạy học thêm tiếng Anh tại nhà ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Ngay từ khi lọt lòng, cô giáo Lê Thị Thắm đã không có đôi tay. Bằng nghị lực phi thường, chị đã không ngừng phấn đấu vượt lên số phận, trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho các em học sinh ở vùng quê nông thôn. Theo quyết định, cô giáo Lê Thị Thắm được tuyển dụng viên chức vào ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Thịnh, được xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh hạng 3, thời gian tập sự 12 tháng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nhà trường tạo mọi điều kiện để cô giáo Lê Thị Thắm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành lan tỏa tấm gương hết sức tiêu biểu của cô Lê Thị Thắm, để người dân có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Sau khi phát hiện một số trường hợp có hành vi gian lận khi thi sát hạch lái xe, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp này. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các đợt tổ chức thi sát hạch lái xe đã phát hiện và lập biên bản 3 thí sinh sử dụng công nghệ cao, điện thoại thông minh, thiết bị ghi âm, ghi hình để can thiệp vào kỳ thi. Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải đề nghị công an thành phố tiến hành xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự. Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có 82 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Trong thời gian này, Sở Giao thông Vận tải đã cấp hơn 639.000 giấy phép lái xe ô tô và mô tô. Ngày 29 tháng 7, tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam, nhãn hàng Red Bull đã tổ chức ngày hội Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc năm 2023. Diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, Ngày hội Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc với hàng loạt hoạt động lấy thanh niên công nhân làm trung tâm. Trong đó đáng chú ý là hoạt động các y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tặng 2.500 thanh niên công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ. Nội dung khám bệnh bao gồm xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, khám tổng quát và chuyên ngành, tư vấn sức khỏe qua ứng dụng thông minh. Tại ngày hội, có hơn 20 gian hàng giảm giá với nhiều sản phẩm thiết yếu, cùng một số gian hàng không đồng được triển khai theo hình thức phát tặng phiếu mua sản phẩm và nhiều trò chơi dành cho thanh niên công nhân và con em. Trong khuôn khổ ngày hội cũng sẽ diễn ra giải bóng đá nam thanh niên công nhân Cúp Red Bull khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc và đêm nhạc Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực. Ngày 29 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã tổ chức khai mạc Giải thể thao công nhân viên chức lao động tỉnh lần thứ tư năm 2023. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Giải thể thao công nhân viên chức tỉnh Hà Nam lần thứ tư có 11 đội đến từ 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Với gần 300 vận động viên thi đấu 3 nội dung bóng chuyền, kéo co và cầu lông, Giải thể thao công nhân viên chức lao động tỉnh Hà Nam lần thứ tư năm 2023 là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp để cán bộ, đoàn viên thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Giải diễn ra đến hết ngày 30 tháng 7. Sáng ngày 29 tháng 7, tại công viên Tropicana của Nova World Hồ Tràm, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã diễn ra vòng đấu loại và phân hạng Q1, Q2 để tìm ra 15 vận động viên đua xe địa hình có kết quả tốt nhất sẽ vào vòng sau để đối kháng trực tiếp. Đây là giải đấu lớn nhất và hấp dẫn nhất của bộ môn thể thao đua xe địa hình tại Việt Nam và thu hút sự tham gia của nhiều câu lạc bộ nổi tiếng như là Hà Nội Offroad Club, PVC, Hà Nội Enduro Cross hay là Cộng đồng Cao Cao Việt Nam. Giải đấu không chỉ là sân chơi cho các tay đua thể hiện tài năng và kỹ năng của mình, mà còn là bước đệm để tiến tới các giải đấu châu Á và quốc tế. Giải đấu cũng chứng kiến sự phát triển vượt bậc của bộ môn thể thao đua xe địa hình tại Việt Nam trong những năm qua. Điểm nổi bật của giải là sự kết hợp giữa tốc độ và kỹ thuật. Các tay đua phải vừa chạy nhanh, vừa vượt qua các chướng ngại vật trên đường. Giải áp dụng thể thức đua đối kháng theo cặp, khiến cho cuộc thi trở nên căng thẳng và gay cấn. Các tay đua không chỉ phải cạnh tranh với nhau, mà còn phải thách thức chính mình.
Nếu thua cuộc, các tay đua có thể yêu cầu tái đấu với đối thủ để giành lại vị trí. Theo phong cách, nhà vua cũng có thể bị hạ bệ. Lần này giải diễn ra trên cát, một loại địa hình mới mẻ và khó khăn cho các tay đua. Giải đua địa hình đối kháng Ptolemaic KOK năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 29 đến 30 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, du lịch xanh là một hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khai thác các nguồn tài nguyên một cách hợp lý và hiệu quả, chú trọng bảo vệ vấn đề môi trường, rồi bảo vệ sự đa dạng sinh học trong quá trình phát triển, ít phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, và đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị di sản thiên nhiên văn hóa. Vốn là một điểm thu hút đông đảo khách du lịch, mới đây thành phố Hội An đã được tỉnh Quảng Nam lựa chọn để xây dựng mô hình du lịch xanh theo bộ tiêu chí du lịch xanh. Nhằm góp phần cho hoạt động giao thông tại thành phố Hội An được trở nên thuận tiện và bền vững hơn, bảo đảm môi trường, bên cạnh hệ thống xe điện đón trả khách hoạt động từ năm 2017, thì mới đây 50 chiếc xe taxi điện cũng đã được đưa vào sử dụng. Thật ra thì khi mà triển khai taxi điện thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, tại vì mới. Nhưng mà khi triển khai thì chúng ta tiết kiệm được chi phí hơn, nó rẻ hơn so với lại xăng. Và tiết kiệm được cái chi phí cho lái xe. Và đặc biệt là nó sẽ rẻ hơn taxi truyền thống khoảng 2.000 đồng trên 1 km. Thì như vậy thì chúng ta rõ ràng là về mặt và chi phí vận hành thì chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thứ. So với du lịch của bạn thì người ta thấy so với xe xăng thì nó tổ nhất là tổ môi trường xanh. Và nó khi lái xe thì người ta nó có mùi, nó không có, gây ô nhiễm môi trường và không có mùi hôi xăng. Còn đây là gần 150 tấm pin mặt trời với diện tích khoảng 300m² tại khu vực quảng trường sông Hoài, thành phố Hội An. Sau khi hệ thống điện năng lượng mặt trời hoàn thành, sẽ cung cấp hơn 55 kWh điện phục vụ cho các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, các thiết bị công cộng, đèn lồng trang trí và đèn chiếu sáng cho chùa cầu, các biểu tượng, trục đường chính ở Hội An. Hệ thống điện năng lượng mặt trời này được thiết kế để cung cấp cho phố cổ Hội An và trung tâm văn hóa Hội An, nó sẽ giảm được chi phí sử dụng điện năng của lưới, và khi mà có mắc điện lưới thì nó sẽ duy trì được theo công suất hiện tại thì nó sẽ duy trì được tầm 4 ngày. Hội An được lựa chọn là địa phương tiên phong thực hiện kế hoạch về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025 với mục tiêu xây dựng từ 10 đến 20 sản phẩm du lịch xanh. Quảng Nam xem đây là hướng đi mới góp phần vào phát triển du lịch bền vững nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh. Mục tiêu mà thành phố Hội An sẽ xây dựng thành một cái thành phố tăng trưởng xanh, trong đó là có chuyển đổi cái năng lượng xanh đối với các phương tiện giao thông. Đặc biệt là phù hợp với quy hoạch của thành phố về cái mạng lưới giao thông phi cơ giới và hướng đến một thành phố du lịch thân thiện, an toàn và tin cậy. Sở sẽ tiếp tục là đẩy mạnh cái công tác giữ vững cái môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Chúng tôi đẩy mạnh cái quảng bá cái du lịch xanh để xác định Quảng Nam là một điểm đến du lịch xanh, xây dựng những cái sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, gắn với cộng đồng, tạo điều kiện cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp chủ động hơn trong cái vấn đề mà xây dựng các cái sản phẩm. Dựa trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn, kết hợp khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái, thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung đã được bình chọn là một trong những điểm đến du lịch xanh hàng đầu châu Á.